Mến chào tất cả cô chú anh chị đã trở lại với kênh của em ha. Anh chị nào là người xem mới mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để cập nhật được những giá sầu riêng mới nhất nha anh chị. Thì hôm nay là em vẫn là đọc bình luận của những anh chị đã bình luận trên kênh của em, cũng như là em cập nhật cho anh chị về cái giá sầu riêng tại Sở Nông nghiệp ha, coi nó có thay đổi gì nhiều hay không. Thì ở đây thì 57 phút trước nha anh chị ha, thì có một bạn là Mobile 113 nha. Thì bạn này bạn ở khu vực là Tiền Giang, bạn cập nhật là cái sầu riêng Ri 6 nha. Là hiện tại là chỗ bạn bán là xô là 60.000 ha, còn sầu riêng Thái á là 80.000 nha. Cũng như là cũng có một bạn là Hùng Chu 3020, thì bạn này bạn cũng nói ở trên Tây Nguyên anh chị, là hiện tại là cái hiện tượng là sầu riêng rụng nó rất là nhiều luôn, thành ra là cái nguồn cung nó ít, cái cầu nó nhiều, thành ra là giá của mình là nó lên rất là cao nha anh chị. Thì như hôm bữa thì em cũng có cập nhật về cái giá sầu riêng Thái của mình á, ở những cái khu vực như là Tây Nguyên nha anh chị ha, có nơi là nó lên đến là từ 95.000 cho đến là 102.000 nha anh chị. Cái này thì cũng tùy vườn thôi chứ không phải là vườn nào cũng được, tại vì khi mà lái mua anh chị thì lái nó ép giá lắm. Như ở đây thì cũng có nhiều bạn cập nhật là đi 6 là ở khu vực là miền Tây là chỉ có từ 55 cho đến 60 thôi, còn hàng Thái đẹp luôn nha, từ là 70 cho đến 85, mà trong khi đó là cái giá niêm yết của mình là nó khoảng từ là 95 cho đến là 102.000 nha cô chú anh chị, còn hàng xô là từ 80 cho đến là 90. Cái giá ở Sở Nông nghiệp mà đưa ra anh chị thì nó khi mà đưa ra thì mình thấy nó cao, nhưng mà thực tế mà khi mà lái mà đi mua thì nó rất là thấp. Thì do đó là em cũng có nhờ cô chú anh chị ở đây á, là ở những cái địa phương nào như là Tây Nguyên, Đồng Nai hoặc là miền Tây gì đó mà có sầu riêng thì anh chị cứ bình luận lên ha. Thì cái video sau em sẽ tổng hợp lại những cái bình luận đó để em đọc lại nha cô chú anh chị. Nó thì tình hình là hàng giạt nha, hàng giạt là loại C anh chị, thì bây giờ có nhiều điểm là bán là 30.000 một ký luôn á, là cái hàng của hàng Ri 6 nha. Còn đối với mà cái hàng của thằng Thái Lan đẹp anh chị là khoảng đâu từ 45 cho đến 50.000, thì đây là cái giá mà quân bình nha. Thì hôm nay thì em cũng cập nhật cho anh chị một số thông tin vậy. Để em thấy thêm một cái bình luận của một bạn là Bùi Thấm ha, 3606 nè. Bạn này bạn nói là ở Bình Phước xô lụa nha là 85.000 đó. Thì em cũng có một số thông tin cập nhật đến bà con hàng vậy ha. Nói chung là đợt này thì sầu riêng ở ngoài miền Tây Nguyên chị rụng quá trời rụng luôn, do là đang nắng hạn hán kéo dài đó, mà giờ mưa xuống là nó rụng thấy ham luôn. Có nhiều anh chị vô nói là cây sầu riêng của mình thiếu chất này chất kia gì đó, nhưng mà ở đây thì em chỉ cập nhật thôi. Tình hình là giá sầu riêng ở Việt Nam của mình thì cũng đang rất là ngon nha. Tại vì thứ nhất là Thái Lan cũng đang bỡ trận từ bữa giờ, là nghe nói là sầu riêng bị nhiễm chì á, cũng như là nó bị dư liều lượng hay gì đó. Thì ở đây là trên báo Tuổi Trẻ thì hoặc là những nơi khác thì cũng có đưa tin, trên Hội Nhóm thì em cũng có xem được. Còn chính xác hay không thì ở đây thì anh chị cứ bình luận lên ha, thì sẽ có là những anh chị biết. Rồi thì hôm nay em cập nhật cho anh chị tới đây thôi ha, về cái giá. Rồi em cũng xin được mến chào.